Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì có rất là nhiều người nhắn tin về Thái Việt và muốn Thái Việt chia sẻ và tư vấn về cái chương trình đi Nhật Bản theo cái diện kỹ sư. Thì trong số những cái người nhắn tin về thì có rất là nhiều người đã có bằng cấp rồi. Nhưng mà cũng trong số đó cũng có những người chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, thậm chí cấp 2 cũng có những người nhắn tin về nữa. Thì bảo là nếu mà em không có bằng như vậy thì liệu em có đi theo cái chương trình kỹ sư được hay không? Thì thực sự mà nói là Thái Việt cũng chia sẻ cái điều này để cho các bạn biết được và trả lời cho các bạn. Bởi vì nhiều người nhắn tin mà Thái Việt không có thời gian để mà đọc và nhắn tin trả lời lại cho từng người được á. Thực ra mà nói là về quy định để chúng ta đi theo diện kỹ sư thì cái điều kiện tiên quyết á, là anh phải có bằng cao đẳng trở lên. Có thể là nó về một cái ngành nghề gì đó, miễn là chúng ta phù hợp với cái mà công việc của chúng ta làm ở Nhật Bản là được. Có thể là bằng về du lịch hay là ngoại ngữ hay là kinh tế hay là kỹ sư hay là đủ thứ chuyện, cái gì cũng được, miễn là chúng ta cao đẳng trở lên là được. Và khi chúng ta giải trình nó phù hợp là chúng ta sẽ đậu. Nhưng mà nếu các bạn không có bằng thì thực sự vào cái thời điểm này các bạn vẫn có thể đi Nhật được, thực sự là như vậy. Mặc dù nó không có đúng quy trình, nó không đúng với quy định của Nhật Bản, nhưng đúng là các bạn vẫn có thể đi được bằng diện kỹ sư. Nhưng mà các bạn không có bằng vẫn cứ đi được đó, bởi vì các bạn có thể thấy được rằng là có nhiều trung tâm tuyển đơn hàng kỹ sư chỉ cần yêu cầu 21 tuổi trở lên đó, không cần bằng cấp luôn, nói thẳng luôn. Thì để qua đó để các bạn biết được rằng là tất cả mọi thứ đã có trung tâm họ lo hết rồi đó. Thì thực tế mà nói, những người có bằng cấp đi kỹ sư có thể rơi vào khoảng tầm 150 triệu, thì những người mà không có bằng cấp thì nó khoảng tầm 200 triệu. Như vậy có cái độ chênh lệch 50 triệu. Thì cái 50 triệu này mục đích để làm gì? Là để cho bên trung tâm họ xử lý về bằng cấp, xử lý về giấy tờ để cho nó hợp lý hóa. Đó. Thì các bạn hỏi là không biết đi nó có thật hay không? Có phải là lừa đảo hay không? Thì Thế Việt cũng chia sẻ thực tế cái chuyện lừa đảo hay không thì nó phụ thuộc vào từng cái trung tâm. Đó, nhưng mà cái chuyện đi Nhật mà không cần bằng là có thật. Và có rất rất là nhiều người đi rồi. Trong số đó có những người bạn bè anh em với Thái Việt cũng đã từng đi rồi. Và vừa rồi Thái Việt có gặp một cái người kia, một cái anh kia. Anh kia là sang đây được 8 năm rồi. Nhưng mà ngồi nhậu với nhau, nói chuyện với nhau, hóa ra mới biết anh ta chưa từng tốt nghiệp một cái trường cao đẳng đại học nào. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 cái là đi làm xuất khẩu lao động luôn, đi xuất khẩu sang Nga xong rồi một thời gian quay về cái là đi sang Nhật luôn. Đó. Như vậy là không phải là bây giờ mới có cái kiểu gọi là xử lý bằng để đi theo diện kỹ sư đâu. Mà cách đây 8 năm, 9 năm đã có những người cũng đi theo cái này rồi. Theo cái kiểu là đi kỹ sư nhưng mà không có bằng cấp gì. Như vậy là bên trung tâm thì họ sẽ xử lý hết tất cả những vấn đề này. Thì có cầu thì chắc chắn có cung thôi, đúng không? Đó, rõ ràng cái điều kiện tiên quyết là có cái bằng. Mà cái bằng thì đối với Việt Nam là nó quá dễ rồi. Được chưa? Và liệu chính phủ Nhật Bản có thể phát hiện ra cái điều này hay không? Thì Thái Việt cũng không đưa ra một lời khuyên nào cho các bạn nha. Thái Việt chỉ chia sẻ để các bạn biết được. Thực ra là gì? Chính phủ Nhật Bản rất là khó để phát hiện ra. Bởi vì những cái bằng hoặc những cái giấy tờ mà Thái Việt thấy của các trung tâm đưa ra ấy, thì hầu như là bằng từ cái trường đại học đó cấp luôn. Đó không phải là bằng giả, đó là bằng của trường cấp luôn. Phôi thật, bảng điểm thật, và tất cả mọi hồ sơ lưu trong trường vẫn có thật luôn. Chỉ cần vào trường thi và chỉ cần học khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 3-4 ngày hay là một tuần, miễn là ông có vào trường, ông có đi thi, tất nhiên thi cho có thôi, chứ đâu phải làm đâu. Vào chỉ viết tên rồi là ký tên đó là xong thôi. Còn nội dung nhà trường lo hết rồi đó. Như vậy là nó hợp lý hóa bằng cách đó. Thế việc chia sẻ để các bạn biết cái điều đó thôi. Bằng giả là rớt, nhưng đây không phải bằng giả, đây là bằng mua. Nói thẳng ra là bằng mua. Cho nên là Nhật Bản thì không quan trọng đâu. Nhật Bản rất là máy móc. Miễn là anh nộp hồ sơ, anh có bằng đó là bằng cao đẳng trở lên là được. Còn cái bằng đó là bằng gì, anh học như thế nào, điểm B, C, E, F hay là cái gì, nó không quan trọng nữa. Miễn là có bằng là được. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy được rằng là
cái điều này nó cũng rất là bất công cho những anh chị em nào học đại học, cao đẳng. Chúng ta mất 3 đến 5 năm để ngồi nghiên cứu, vắt đầu vắt óc ra để học, mất thời gian. Rồi, anh lại mất cái tiền để mà chúng ta học đại học, có thể rơi vào tầm 3 đến 500 triệu. Rồi, anh mất thời gian, mất tiền bạc để học đại học, cuối cùng cũng thua cái anh gọi là chỉ cần gọi là bỏ có 50 triệu ra là đi mua được cái bằng. Và khi mà chúng ta, những cái anh mà mua bằng đấy á, những cái anh đi theo cái kiểu mà kỹ sư mà không cần bằng ấy, thì là mấy cái anh đó thực sự mà nói là mấy anh ta rất là giỏi, mấy anh ta chân tay rất là khỏe mạnh và rất là nhanh nhẹn đó, làm việc còn tốt hơn cả kỹ sư nữa đó. Sang Nhật Bản thì những cái người mà kỹ sư chính thống thì là khác rồi, còn kỹ sư mà đi vắt sắt, kỹ sư đi ấn nút máy chạy CNC, kỹ sư gọi là những cái công việc đấy chỉ cần học một tuần thôi đó. Và cái điều quan trọng là có sức khỏe và nhanh nhẹn. Thì cái sức khỏe và nhanh nhẹn thì những cái anh mà không có bằng ấy thường thường là trải đời sớm hơn và có học được nhiều kinh nghiệm hơn, thì anh ta sẽ là gì, làm nhanh và tốt hơn, được công ty yêu, được chưa? Và nhiều người sang đây họ làm không hề ảnh hưởng gì cả đó, họ cũng xác định lâu dài. Nói chung là thấy việc thấy cũng cái điều đấy thì bây giờ nó rất là đông rồi, hàng trăm ngàn người, có thể không đến nhưng mà hàng chục ngàn người không có bằng đang ở Nhật Bản theo diện kỹ sư. Thực sự là như vậy. Thì có 50 triệu à, sang đây á, đôi khi chỉ cần một tháng lương thôi. Đó, chỉ cần một tháng lương là có cái điều đó, trong khi người ta phải mất 3 đến 5 năm để học. Đó, cho nên á, tôi thấy rằng là bây giờ người ta đang đổ xô và ồ ạt. Những người không có bằng họ thấy là làm ở Việt Nam công nhân thì cũng làm vậy, mà tháng chỉ dư được khoảng 2-3 triệu hoặc 5 triệu. Thì bây giờ đi Nhật dư 2-30 triệu, kiểu thế. Cho nên bây giờ họ chỉ bỏ thêm có 50 triệu thôi để đi theo được kỹ sư. Cho nên là bây giờ người ta đang đổ xô rất là nhiều để đi theo diện kỹ sư theo cái kiểu đó. Và thấy việc đoán rằng là đấy, thấy thằng bạn nó đi được, thấy cái thằng em nó đi được thì mình cũng mắc gì không đi. Đó, cho nên là cứ rủ nhau đi, rủ nhau đi. Cho nên thấy việc đoán rằng năm 2025-26 phải nói là hàng chục ngàn người sẽ đi theo diện kỹ sư mà không có bằng. Và như vậy á, thì những cái anh mà có bằng sẽ phải cạnh tranh thêm. Những anh mà có bằng phải vắt óc ra để học ấy, phải cạnh tranh thêm với những cái anh không có bằng kia. Đó, thì rõ ràng cái đơn hàng và công ty Nhật Bản nó chỉ thế thôi, nó không hề có sản xuất thêm. Thì bây giờ rõ ràng tỷ lệ chọi cao hơn, vì anh phải, ngoài cái việc trước đây là anh phải đấu với những người có bằng, thì bây giờ anh phải đấu thêm với những người không có bằng, được chưa? Còn cái chuyện phỏng vấn ấy, không quan trọng. Phỏng vấn chỉ cần chào ô hay ô thôi, chứ người ta không có hỏi các bạn học giỏi hay dốt, hay là hỏi về cái trình độ gì cả, được chưa? Chỉ nhìn cái mặt thằng đó, nó nhanh nhẹn, nó ngoan, nó hiền, thế là ok, nó nhận. Chứ không phải là người ta hỏi là anh làm được cái gì, sang làm mới biết chứ, đúng không? Đó, sang thậm chí là mấy anh kỹ sư bây giờ phải chạy theo, xách dép cho mấy cái anh không có bằng đấy. Bởi vì người anh, mấy anh kia nhanh nhẹn mà có sức khỏe, đó, bốc vác làm cái gì cũng làm rồi, đó. Thì mặc dù là không công bằng, nhưng mà Thái Việt cũng chia sẻ cái điều này để các bạn, những người có bằng, các bạn biết được và cái tỷ lệ chọi nó như thế rồi. Thì chúng ta cũng cố gắng học nhanh ra đường để mà đi, được chưa? Tại vì không có khuyên các bạn đi theo cái con đường đấy đâu. Ai mà nếu mà muốn đi theo diện kỹ sư, chúng ta cố gắng học trường cao đẳng để chúng ta học được nhiều thứ trong đó. Và 3 năm học cao đẳng hoặc đại học thì chúng ta cũng biết được nhiều thứ và chúng ta sẽ có nhiều bạn bè hơn ha. Chứ còn chúng ta cũng đừng có ham nhanh quá. Bây giờ thì nói chung là thấy việc thấy ổn đó, nhưng mà không biết sau này thì người ta có biết được hay không, thì cái đó Thái Việt chưa biết, mặc dù rất khó nha. Bởi vì bằng do trường chính thống cấp ra, bằng thật, hồ sơ gốc có thật, thì bây giờ cũng rất là khó biết được cái điều đó. Nhưng mà chỉ có một cái điều là có khả năng sau này á, người ta sẽ hạn chế những cái trường mà có nguy cơ. Chứ còn bây giờ để mà đi điều tra lại á, thì là không có. Là bởi vì là mỗi ngày chính phủ Nhật Bản cục phải xử lý hàng trăm bộ hồ sơ mới, hàng chục ngàn bộ hồ sơ mới, thì mới cho thời gian nào mà đào lại những cái hồ sơ cũ, được chưa? Ai đã qua rồi thì chắc chắn ok thế thôi, còn ai sắp tới hoặc là mấy chục năm tới thì có thể là nó sẽ hạn chế đó thôi. Thì các bạn hỏi là có thật hay không thì phải nói có thật. Và bây giờ đi có ổn không thì thực sự bây giờ tại vì thấy nhiều người đi vẫn cứ ổn. Còn Thái Việt bây giờ không có làm bên tư vấn xuất khẩu lao động hay là gì nữa. Thì Thái Việt ai mà muốn đi thì muốn Thái Việt tư vấn cho trung tâm
tốt thì Thái Việt cũng giới thiệu trung tâm cho đó. Còn sau này các bạn tự làm việc, có cái chuyện mà các bạn đi theo cái con đường ấy như thế nào thì Thái Việt cũng không không đưa ra lời khuyên gì cả, và Thái Việt cũng không khuyên các bạn đi theo con đường đó. Các bạn muốn thế nào thì các bạn tự liên hệ với trung tâm, và Thái Việt chỉ chia sẻ về cái chuyện là thật giả, à cái điều đó có đúng không thì thực sự là đúng. Trước đây là đi kỹ sư là phải có bằng, Thái Việt cũng biết ra điều đó, nhưng mà hóa ra sau này Thái Việt mới biết được ra, bởi vì nhiều người đi theo con đường đó rồi. Thì bây giờ này, đi kỹ sư chỉ cần 21 tuổi trở lên, có nghĩa là 18 tuổi và 3 tuổi học đại học để người ta hợp lý hóa về giấy tờ đó. Chúng ta là tôi thấy rằng là đấy thôi thì như vậy thôi. Thế việc xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Hy vọng là sau clip này các bạn cũng hiểu thêm được nhiều cái vấn đề ha.